Bài FC thất bát và FC 1978 Ninh Bình sẽ cần phải cố gắng trong trận thi đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài Xuân Tiến đã nổi còi bắt đầu trận thi đấu của chúng ta. Để cho quý vị tiện theo dõi thì tôi xin tôi vào. Và ngay khi tôi muốn giới thiệu đội hình ra sân của hai đội thì FC thất bát đã có bàn thắng mở tỷ số. Một bàn thắng mở tỷ số rất sớm, một lợi thế rất sớm dành cho cầu thủ Bảy Bát. Và người ghi bàn đó là số 87, Hồng Anh Quân. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn vừa rồi của Anh Quân. Nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng xử lý bóng của các cầu thủ. Hy vọng chúng ta sẽ được... Thôi! Lại tiếp tục một cơ hội rất ngon lành nữa đến với các cầu thủ thất bát. Thái Ngọc, đó tốt. Một pha truyền vào cũng khá uy lực. Và đây là Trung Kiên. Đây là Hồng Quân, đường vào. Thứ hai, dứt điểm vào. Một pha phối hợp rất hay của cầu thủ Đại Bát. Và người ghi bàn đó là số 44, Lâm Vũ Trùng. Tỷ số bây giờ đã là 2-0 dành cho các cầu thủ thất bát. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp vừa rồi. Một pha xuống đáy và trả về tuyến này. Đúng như trong sách giáo khoa của bóng đá sân 7. Chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai giữa FC thất bát và FC 1978 Ninh Bình. Sau hiệp thi đấu thứ nhất thì tỷ số đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ FC thất bát với những pha lập công của Vũ Trung và Hồng Quân. Vẫn còn cả một hiệp hai phía trước cho các cầu thủ 1978 Ninh Bình cố gắng. Vẫn còn. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm từ rất xa, mà thay vào đó là những tình huống thi đấu nhiệt tình và fair play. Hồng Quân phối hợp tốt, đường vào không được. Một pha thi đấu Trung Kiên, Vũ Trung lấy bóng tốt. Huy A một lần nữa, Huy A trả bóng ngược về, tiếp tục là Huy A. Thì Huy Hà đã có cơ hội cho riêng mình. Ôi! Một lần nữa các cầu thủ thất bát lại thi đấu quá đồng đội. Hồng Quân thả đáy, đúng vào, cơ hội đây rồi, dứt điểm. Vẫn là các cầu thủ thất bát. Không được. Một lần nữa bóng lại quanh quẩn. Hồng Quân dứt điểm. Pha dứt điểm của Hồng Quân lại đi trúng vị trí. Cơ hội. Và sau một pha phản công thì Hồng Quân đã nâng tỷ số lên 3-0 dành cho các cầu thủ FC thất bát. Lần này thì đó không chỉ là một cơ hội nguy hiểm nữa, mà đó là một bàn thắng rồi. Sau khi thi đấu quá đồng đội và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì lần này Hồng Quân quyết định là mình làm tất.
Yeah, không vào. Rất và người tốt. Dứt điểm. Một lần nữa bóng lại. Các cầu thủ thất bát dường như vẫn muốn ghi thêm bàn thắng. Đình Sĩ rất có tốt. Cơ hội vào. Và như vậy tỷ số là 4-0 dành cho các đội FC thất bát. Một pha giật gót rất hay của Đình Sĩ tạo cơ hội đối mặt cho đồng đội của mình. Và người ghi bàn đó là số 12 Ngọc Lân. Một cơ hội tiếp tục dành cho các cầu thủ. Vào. Và như vậy đã có bàn thắng thứ hai dành riêng cho số 12 bên phía các cầu thủ thất bát. Đó là Ngọc Lân. Và tỷ số hiện tại là 5-0. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp mắt. Chuyền chọc khe rất hay. Cơ hội đến. Vẫn không thể có bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ thất bát. Và như vậy trọng tài Xuân Tiến đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa FC thất bát và FC 1978 Ninh Bình tại giải đá bóng Mậu Ngọ 1978 lần thứ 4 cúp mùa xuân 2023. Và tỷ số là 5-0 nghiêng về các cầu thủ. Chúc mừng FC thất bát và cũng rất cảm ơn các cầu thủ đến từ cố đô Hoa Lư Ninh Bình đã đường xá xa xôi ra thủ đô Hà Nội để giao lưu cùng với chúng ta. Rất cảm ơn hai đội bóng cũng như các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay.